Tôi là tiến sĩ bác sĩ Vũ Duy Kiên đây. Rất vui được chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của tôi. Khi mà cài đặt đến đây thì tôi có một cái hai cái lưu ý đối với bạn một chút. Thứ nhất đấy là lúc nãy thì chúng ta nhìn thấy nó có một cái cảnh báo là nó thiếu một cái command line developer tool. Tức là tóm lại là chúng ta đang cài đặt ở trên cái hệ điều hành macOS chính vì vậy nên là chúng ta sẽ cần phải có một cái phần mềm hỗ trợ nữa trong cái việc mà Uh, khi mà chúng ta xử lý các cái lệnh và cái mà cái phần mềm hỗ trợ đó chính là Xcode. Xin chào bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt phần mềm R và R Studio trên hệ điều hành Mac. Đây là thông số của hệ điều hành Mac trên máy tính của tôi. Tôi đang sử dụng Mac Catalina phiên bản mới nhất cho đến thời điểm hiện nay. Tiếp đến thì bạn cần phải lấy phần mềm R và phần mềm R Studio về máy tính của mình. Để lấy được cái phần mềm R thì bạn cần phải vào Google và bạn gõ chữ R này, xong chữ CRAN này và Enter. Thì bạn sẽ thấy là có một cái trang web nó hiện lên đầu ngay đầu tiên là CRAN.RProject.org và bạn click vào, click vào đó. Và bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái đường link là download R for Mac OS này. Đấy bạn click vào đây. Đấy và sau đó thì bạn sẽ nhìn thấy một cái phiên bản mới nhất Bao giờ nó cũng ở phía trên và bạn kích vào đây Đây chính là phiên bản mới nhất Bạn kích vào đây và bạn tải về Đấy, kích vào đây cái Đấy, thì cái phần mềm này nó sẽ đang tải về máy Rồi, tiếp theo thì bạn sẽ cần phải vào một cái trang web là R Studio và bạn sẽ cần phải đánh vào bạn tiếp tục bạn sẽ vào Google này bạn đánh chữ R này studio này. Đấy. Rồi, và bạn nhìn thấy ở đây có cái đường dẫn đến cái trang web R Studio hoặc là bạn cũng có thể nhìn thấy là cái đường dẫn này tôi để ở trên màn hình. Và bạn click vào. Đấy. Thì lúc này bạn sẽ tới được cái trang web R Studio và ở đây nó sẽ có cái phần uh, tải về. Thì bạn nhìn thấy ở ngay phần đầu tiên này nó có là Error Studio Desktop và miễn phí free là miễn phí và bạn sẽ tải cái phần này về download này đấy và bạn nhìn thấy ở phía trên này này nó sẽ có một cái là download studio R Studio format này bạn click vào đây để bạn tải về thì ở đây thì để cho tiết kiệm thời gian thì tôi đã lấy sẵn cái phần mềm r và r studio về rồi và tôi đã để vào trong cái thư mục ở trên desktop này thì bạn lưu ý là khi mà bạn uh, tải các cái phần mềm r và r studio về máy tính của mình thì bạn phải ghi nhớ xem là bạn tải xuống chỗ nào thì bạn cần phải lấy những cái phần mềm đó ra để chúng ta có thể cài đặt được thì hiện nay tôi đã tải xuống và tôi đã lấy ra và tôi để vào trong cái thư mục r và r studio ở trên cái màn hình desktop của tôi và bạn nhìn thấy ở đây này có cái phiên bản r này đấy phần mềm r ở đây này và ở phía dưới này là r studio thì khi mà tôi đang hướng dẫn bạn đây thì là cái phiên bản r này là 4.2 4.0.2 thì trong tương lai khi mà bạn cài đặt thì có thể là cái phần mềm R này nó đã cập nhật lên các phiên bản tiếp theo tức các cái version tiếp theo thì nó có thể là 4.0.3 hoặc là thậm chí là 5 hoặc là cao hơn nữa đấy là tùy tùy từng trường hợp nhưng mà tóm lại bạn cần phải lấy một cái phiên bản mới nhất ở trên trang web và R Studio cũng vậy nó là 1 3 93 đây đấy. Thì bây giờ bạn lưu ý là gì? để mà có thể R Studio có thể chạy được thì nó sẽ phải chạy ở trên cái nền tảng của R chính vì vậy nên là bạn cần phải cài đặt R trước sau đó thì bạn cài đặt cái R Studio lên sở dĩ mà chúng ta cần phải cài đặt cái R Studio thì bạn hình dung như này R Studio chính là một cái phần mềm kiểu như một cái giao diện để nó giúp cho chúng ta có thể phân tích và xử lý số liệu một cách tốt hơn tức là trực quan hơn và cái R studio này nó sẽ chạy trên cái nền tảng của R và bây giờ chúng ta sẽ à, bắt đầu à, cài đặt và bạn lưu ý là về sau này khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ chủ, sử dụng chủ yếu à, phân tích số liệu chủ yếu ở trên R studio tí nữa tôi sẽ khi cài xong thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái màn hình R studio nó như thế nào đây, chúng ta sẽ click vào đây Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cài đặt. Đấy, thì nó sẽ hiện ra một cái ô như này. Và chúng ta click vào Continue này. Đấy, và đây là một số các cái hướng dẫn rồi điều khoản. Đấy, chúng ta tiếp tục Continue. Và nó hỏi là có đồng ý không? Thì tất nhiên là đồng ý rồi này. Và chúng ta Install này. Đấy. Thì ở đây nó sẽ hỏi cái password để chúng ta truy cập vào cái máy tính của chúng ta và chúng ta cần phải nhập cái password đó vào thì ở đây để tôi đang dùng cái uh, uh, nhận dạng diện vân tay thì tôi sẽ dùng vân tay của tôi để tôi đồng ý ở trên máy tính của tôi thì là uh, sử dụng vân tay thì tất nhiên là nó còn có cái lựa chọn khác là sử dụng password giả sử như trên máy tính của bạn mà không có cái tính tính năng nhận diện bằng vân tay thì bạn có thể nhập cái password của bạn vào ok rồi đấy như vậy là chúng ta đã cài đặt xong cái phần mềm R Và để biết là cái phần mềm R thực sự đã được cài đặt chưa Thì chúng ta sẽ kích vào cái phần application này Rồi Và chúng ta tìm đến cái phần uh, Error R Đấy chúng ta nhìn đây Đấy chúng ta nhìn thấy cái phần mềm R đây Nó đã được cài đặt vào rồi Giả sử như chúng ta muốn chạy thì chúng ta có thể đáp uh, Double click vào đây Đấy Đấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái giao diện của R nó trông nó cũng tương đối là đơn giản như thế này Đấy và um, cho đến thời điểm này thì để chúng ta uh, cài đặt cái phần mềm R Studio nên là tôi tạm thời đóng lại nó đã. Và về sau này thì chúng ta sẽ chủ yếu dùng với R Studio thôi còn cái cái phần cái giao diện của R này thì chúng ta cũng có thể phân tích ở trên này được. Nhưng mà nó sẽ không tiện dụng bằng R Studio, về tôi sẽ đóng cái này lại. Rồi. Don't save này, đấy, tôi đã đóng lại rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cài đặt R Studio. Rồi, khi mà chúng ta mở cái phần mềm double click vào cái R Studio thì nó sẽ hiện ra một cái khung như thế này và chúng ta sẽ cần phải gắp cái R Studio này bỏ vào trong phần application. Đấy. Và bây giờ chúng ta kiểm tra xem là cái R Studio nó đã được đưa vào đây chưa thì chúng ta nhìn thấy ở đây đấy chúng ta kích vào application thì chúng ta sẽ nhìn thấy là erstudio nó studio nó đã nằm trong này rồi giờ chúng ta sẽ khởi động nó đấy và nó sẽ lần đầu tiên thì bao giờ nó cũng sẽ hỏi là chúng ta có đồng ý để mở nó không này ở đây thì nó yêu cầu là chúng ta cần phải cài một cái comment line thì chúng ta có thể cài này ok Nó yêu cầu cài nhưng mà sau đấy thì nó nói là nó không tìm thấy Và sau khi tôi tắt đi thì nó cũng vẫn không có vấn đề gì cả Và chúng ta sẽ tiếp tục Ở đây thì nó có một cái là yêu cầu chúng ta là có chấp nhận cái việc là Mỗi khi mà cái phần mềm của chúng ta có vấn đề gì đấy Thì nó sẽ gửi một cái report về cái hệ thống của error để về sau này họ sẽ thống kê và họ đưa ra những cái giải pháp thì bạn có thể lựa chọn là yết hoặc nâu no. ở đây tôi chọn yết nhé đấy thế tóm lại là bây giờ chúng ta đã có một cái giao diện là r studio như thế này thì chúng ta thấy là ở đây này ở trên này thì nó sẽ có một số các cái tác vụ liên quan đến r studio đấy và ở đây nó sẽ có các cái màn hình ở chỗ này là có cái dấu nháy nháy này là cái phần mà chúng ta sẽ gõ các cái lệnh của chúng ta vào này ở bên này thì là sẽ có một số các cái thông tin liên quan đến môi trường làm việc này, lịch sử là những cái lệnh mà chúng ta đã gõ này đấy và ở dưới này là cái ô dưới này này nó sẽ thông tin về các cái file này rồi thì khi mà về sau này chúng ta vẽ các cái hình thì nó sẽ hiện ra đây này các cái packet đấy các packet là các cái gói để khi mà chúng ta phân tích số liệu này phần heap này là phần à, giúp trợ giúp đấy. đấy phần viewer này đấy thì ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có một cái màn hình nữa ở phía trên này để giúp cho chúng ta uh, lưu lại các cái cái đoạn code mà chúng ta code về sau thì đấy là cái phần gọi là script thì chúng khi chúng ta click vào ở phía góc này này có cái dấu cộng này chúng ta click vào đây này và chúng ta chọn chữ error script đấy. thì chúng ta sẽ có thêm một cái một sẽ một cái ô nữa và cái ô này thì nó sẽ chúng khi mà chúng ta sẽ đánh các cái lệnh các cái cốt của chúng ta vào đây và nó sẽ lưu lại và về sau này khi mà chúng ta muốn chạy thì chúng ta sẽ chạy một loạt được thì chúng ta lựa chọn và chúng ta dùng cái nút run ở đây để chạy đấy khi mà cài đặt đến đây thì tôi có một cái hai cái lưu ý đối với bạn một chút Thứ nhất đấy là lúc nãy thì chúng ta nhìn thấy nó có một cái cảnh báo là nó thiếu một cái command line developer tool, tức là tóm lại là chúng ta đang cài đặt ở trên cái hệ điều hành macOS chính vì vậy nên là chúng ta sẽ cần phải có một cái phần mềm hỗ trợ nữa trong cái việc mà khi mà chúng ta xử lý các cái lệnh và cái mà cái phần mềm hỗ trợ đó chính là Xcode ở trong macOS và để mà cài được cái phần mềm hay là chính là cái app Xcode này thì chúng ta cần phải vào App Store. Bạn phải lưu ý cài cái này vào bởi vì trong trường hợp nếu mà bạn không cài thì khi mà bạn cài các cái package hoặc là khi bạn chạy một số chương trình thì nó sẽ báo lỗi và bạn sẽ cần phải vào trong cái App Store và bạn đánh chữ Xcode. Đây. Nếu mà một số bạn mà đã quen với cái lập trình thì đây chính là cái app để giúp cho bạn lập trình ra các cái 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 app mà để bạn có thể đăng tải ở trên App Store để mà chia sẻ hoặc là để bán các cái phần mềm ở trên App Store. Thì khi mà bạn đã nhìn thấy cái Xcode ở đây rồi thì đây chính là cái app mà chúng ta cần phải cài đặt và bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó có cái phần gọi là get. Ở đây thì tôi đã cài vào trong cái hệ thống của tôi rồi. Thế là tôi chỉ cần click là nó sẽ open ra. Thì trong trường hợp mà bạn chưa mà cài vào trong hệ thống của bạn thì bạn À, click vào cái chữ get ở chỗ này nó sẽ là chữ get giống như ở chỗ dưới này này là get rồi sau khi mà bạn cài đặt xong thì bạn có thể đóng nó lại và như vậy là đã xong một cái bước và cái bước thứ hai nữa là bạn cần phải cài một cái app khác đấy là cái app này thì nó không có ở trong app store và bạn cần phải mở cái trình duyệt web của chúng ta ra và chúng ta à, vào cái trang web là xquad.org đây bạn nhìn thấy ở trên màn hình của tôi đây và tôi cũng để cho cái phần cái cái đường link đấy nó to ở trên màn hình để bạn dễ tìm tìm hiểu. Và bạn sẽ nhìn thấy có chữ download ở đây. Khi bạn vào trang web này nó sẽ vào luôn ở trong cái phần download và cái phần mềm này hay chính cái app này chính là cái mà nó hỗ trợ khi mà chúng ta sử dụng cái phần mềm R ở trên cái hệ điều hành macOS và chúng ta sẽ tải nó xuống đấy bây giờ chúng ta tải nó xuống và chúng ta kích vào đây để tải xuống đấy và khi tải xuống rồi thì chúng ta sẽ có thể cài đặt nó thì đây tôi đã tải xuống và tôi đã đưa vào trong cái thư mục của tôi rồi và tôi sẽ mở ra và tôi sẽ cài đặt cho bạn xem đấy thì nó sẽ khi chúng ta double click vào thì nó sẽ ra một cái bảng như thế này và chúng ta cứ continue thôi, agree này, xong đó install này, thì bạn có thể cái này là tôi dùng vân tay nhé. còn không thì bạn có thể à, đưa password vào lệnh được. rồi, đấy lúc này thì nó sẽ yêu cầu chúng ta phải chấp nhận để nó truy cập vào cái hệ thống chúng ta ok này và nói nó nói là chúng ta cần phải lock out xong sau đấy lock in này ok, okay. rồi đóng lại và uh, như vậy là chúng ta đã cài đặt xong toàn bộ cái phần mềm R và R studio ở trên cái hệ điều hành mac os thì bạn lưu ý là gì để mà cài đặt được cái uh, phần mềm R và R studio ở trên cái uh, hệ điều hành mac os thì bạn sẽ cần phải cài đặt R trước này, sau đó thì cài đặt R Studio này, sau đó thì bạn cần phải cài đặt là cái cái application hay là cái app là xcode này, cái app xcode thì bạn có thể cài trước, cái sau cũng được. Và sau đấy thì bạn cần phải cài một cái là quark đấy, dot org mà tôi vừa chỉ cho bạn, đây, cái này. Khi bạn cài đặt xong những cái phần này thì cái phần mềm của bạn nó sẽ chạy tương đối là ổn định và lúc này thì bạn có thể thực hành các cái thao tác ở trên cái R Studio. Đấy thì bây giờ chúng ta có thể mở rộng nó ra này cũng được này để chúng ta nhìn cho nó dễ. Và ở đây thì bạn nhìn thấy cái đây là cái cửa sổ lệnh thì bạn có thể đánh một số các lệnh vào, ví dụ như là 3 5 chẳng hạn. Đấy. Đấy thì đây là cách những cái cách đơn giản nhất hoặc là bạn hoàn toàn có thể về sau tôi sẽ hướng dẫn bạn cách là chúng ta có thể nhập các cái file dữ liệu vào trong này để chúng ta phân tích và xử lý nó rất là hay và cái nữa là ở trong cái phần mềm R này thì nó cũng đã có cài sẵn những cái package và trong các package đó thì nó cũng có các cái bộ số liệu mà chúng ta cũng có thể khai thác và sử dụng được giả sử như ở đây chúng ta kích vào package này ở trong này là một loạt các cái package tức là những cái cái gói để chúng ta sử dụng trong cái việc mà phân tích và xử lý số liệu thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây này package này vào cái dataset này đúng không? đấy thì trong này có một loạt các cái thứ mà chúng ta có thể uh, tìm hiểu giả sử như là ở đây là uh, liên quan đến uh, ô tô này liên quan đến CO2 này đấy có những cái uh, liên quan đến uh, uh, sức khỏe Để rồi thì uh, rất là nhiều thứ. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe đoạn chia sẻ của tôi trong video vừa rồi. Hãy đăng ký vào nút subscribe phía dưới để bạn có thể nhận được video của tôi sớm nhất. Lưu ý là bạn hãy click vào nút quả chuông để bạn có thể nhận được video của tôi sớm hơn những người khác. Tôi xin cảm ơn các bạn đã đăng ký vào kênh YouTube của Vũ Duy Kiên. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video chia sẻ tiếp theo của tôi.